Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bài phản biện lời kêu gọi sai trái của giáo sư Đỗ Ngọc Hiển cựu giáo sư kinh tế trường võ bị quốc gia. Đây là bài của tác giả St từ Canada. Xin gửi đến quý vị thánh giả. Kính thưa quý vị, nhân dịp tôi đọc được một lá thư của ông giáo sư Đỗ Ngọc Hiển kêu gọi hãy bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump vì vận mệnh của quốc gia mà ông cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng như một công dân mỹ ông hiển đã nêu ra hai chủ đề mà ông ta gọi là vấn nạn của quốc gia đó là nạn di dân bất hợp pháp và tệ trạng lạm phát trong phần tự giới thiệu ông hiển tự cho mình là một giáo sư kinh tế của trường võ bị quốc gia trong thư ông nói có hai vấn nạn như sau đây là nguyên văn lời ông viết thưa quý vị. Người viết chỉ đề cập đến hai vấn nạn tối quan trọng hiện nay mà toàn thể nhân dân Hoa Kỳ trong đó có chúng ta đang phải đau đầu chịu đựng. Đó là nạn lạm phát cao, trường kỳ và dòng di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ hiện nay lên đến 15 triệu người. Trước hết chúng ta nói về vấn đề di dân, thưa quý vị ông đỗ ngọc hiển lên án những người di dân lậu đã gây bạo loạn cướp bóc và phá phách các gian hàng tiểu thương và ngay cả các thương xá các siêu thị chém giết hãm hiếp buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng như ma túy và giết chết hàng trăm ngàn thanh thiếu niên nam nữ hàng năm thật tình tôi không ngờ một cựu giáo sư kinh tế như ông lại có thể có một bộ óc quan sát quá kém cỏi như vậy ông lên án nhưng mà không có nêu ra một bằng chứng hay là một con số nào ông nói nhiều trăm ngàn thanh niên nam nữ bị giết chết hàng năm xin hỏi ông hiển ông thu thập tin tức đó từ đâu và lực lượng thực thi pháp luật họ đã làm gì họ khoanh tay đứng nhìn à hay họ không hề hay biết và điều đó xảy ra hàng năm Thế thì cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ và hơn 1 triệu 200 ngàn người Mỹ gốc Việt như ông ở đâu? Họ có ra tay trừ gian diệt bạo và ông với một tư cách công dân gương mẫu. Ông có lên tiếng phàn nàn với nhà chức trách hay không? Nếu không thì ông đã quên đi tình người và quên làm tròn bổn phận công dân của ông. Ông cho rằng con số 15 triệu người trốn qua được một cách bất hợp pháp đã tạo ra mối nguy cho chính ông và gia đình cũng như sự an ninh cho cá nhân ông và là một gánh nặng cho quốc gia. Nào là về tài chính, phải bớt đi ngân sách phúc lợi của người dân để trang trải cho việc, kiếm chỗ ăn, chỗ ngủ, thuốc men, y tế cho họ. Và những người di cư lậu này sẽ phải chịu làm những công việc của những người nhập cư khác với nửa giá tiền. Và những người khác sẽ bị thất nghiệp hay chăng? họ sẽ cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, buôn bán cần sa, ma túy, buôn người. Nói chung ông cho rằng tất cả tội phạm ở Mỹ đều do 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp này gây ra. Có đúng như vậy không? Sao ông không nhớ rằng chính những người di dân đã chịu gồng mình làm những công việc nặng nề, vất vả, thấp hèn nhất trong xã hội như công nhân vệ sinh, cầu đường, khuân vác với đồng lương rẻ mạt để kiếm sống qua ngày. Những công việc mà những người Mỹ da trắng và nhiều người Mỹ gốc Việt da vàng như ông không bao giờ đụng tới. Thật là buồn cười. Là một giáo sư kinh tế của một nền văn học miền Nam. Lại để một tên du côn thất học, sỏ mũi. Và tên đó không ai khác hơn là tên Donald Trump. Tại sao tôi tin chắc là hắn ta mà không phải là người nào khác? Xin thưa, vì trên cả hành tinh này chỉ có duy nhất một Donald Trump là người nói láo xạo gần 40.000 lần và là người có khả năng xỏ mũi hàng ngàn con lừa hoang dã, trong đó có ông. Là một kinh tế gia, thế mà ông vẫn mơ hồ về những tệ trạng cổ hủ như nạn di dân và lạm phát mà ông cho rằng đó là một vấn nạn quốc gia. Lời nói của ông chứa đựng ngụ ý tệ trạng di dân lậu là do chính quyền Joe Biden mời gọi những phường côn đồ bọn cướp bóc tràn vào bằng cách mở toan cửa biên giới. Ai muốn ra vào tự do thì vào. Sao ông không nghiên cứu về tệ trạng di dân lậu vào nước Mỹ có từ thời tôi và ông chưa sinh ra? Vì nó bắt đầu từ năm 1820. Xin mời ông hãy nhìn lại một cách sơ lược. Năm 1820 đến 1880, đánh dấu thời kỳ được gọi là làn sóng nhập cư lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ, hơn 10 triệu người nhập cư đến, chủ yếu từ Bắc và Tây Âu. 1825 Vương quốc Anh ra xác lệnh rằng nước Anh quá đông dân cư và bãi bỏ luật cấm di cư. Đó là thời kỳ người Anh bắt đầu lưu lạc qua châu Mỹ Latin năm 1845, mùa màng khoai tây thất bát ở Ireland gây ra nạn đói và khiến hơn một triệu người tử vong. Điều này thúc đẩy gần 500.000 người Ireland di cư sang Mỹ trong 5 năm tiếp theo. Trong những năm tiếp theo đó thì những vụ mùa thất bát ở châu Âu buộc phải tịch thu nhà thế chấp, khiến hàng chục ngàn người phải di dời đến Hoa Kỳ. Năm 1849, việc phát hiện ra vàng ở San Francisco, California đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới, đáng chú ý nhất là từ Trung Quốc, đến làm việc tại các mỏ khai thác. Năm 1860, các điều kiện tôn giáo và kinh tế của Ba Lan đã thúc đẩy khoảng 2 triệu người Ba Lan nhập cư vào Hoa Kỳ năm 1914. Năm 1869, người Nhật bắt đầu di cư đến Hoa Kỳ, chủ yếu là đến California với tư cách là người tị nạn chính trị hoặc đến Hawaii để làm việc trên các cánh đồng mía. Năm 1880, nền kinh tế khó khăn của Ý, mất mùa và tình hình chính trị đã thúc đẩy làn sóng di cư ồ ạt của công dân Ý đến Hoa Kỳ. Năm 1910, cách mạng Mexico đã đưa hàng ngàn người Mexico đến Hoa Kỳ để tìm kiếm sự an toàn và việc làm năm 1964 đến năm 1975. Chiến tranh Việt Nam tạo ra làn sóng người tị nạn Đông Nam Á. Năm 2001, các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 đã thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật USA Patriot, tạo ra một số chính sách nhập cư mới để hạn chế dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, Chúng ta vừa lượt sơ lại lịch sử di dân của nước Mỹ và bằng chứng làn sóng di dân vào nước Mỹ bắt đầu 204 năm trước đây, trước khi chúng ta được đặt chân lên vùng đất yên lành này. Tất cả những người di dân lậu hay chính thức đều có một ước mơ chung, đó là ước mơ có được một cuộc sống an lành, không thể chung sống với bạo quyền và nghèo đói, bệnh tật. Ông cũng như tôi chúng ta có khác gì những tiền nhân bắt đầu từ âu châu vượt đại dương để mưu tìm một cuộc sống mới nước mỹ là một nước của những người di dân chúng ta là những kẻ di dân người thì hợp pháp kẻ thì có giấy tờ nhập cảnh kẻ thì bất hợp pháp nếu ông từng là một thuyền nhân vượt biển ông có mơ phía sau đường chân trời là một vùng đất không có quỷ dữ để ông và nhiều người khác được đổ bộ lên bờ hay không có gì khác giữa ông và những thuyền nhân đó là những người nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp đối với chính quyền mỹ liệu chúng ta là những thuyền nhân có phải là những người nhập cư hay không các nghiên cứu mới cho thấy người nhập cư ít phạm tội hơn người mỹ bản địa phần lớn các tài liệu nhận định đều tập trung vào tỷ lệ giam giữ vì đó là nơi ghi lại tình trạng phạm pháp của người nhập cư. Một số nghiên cứu sâu rộng nhất đến từ Đại học Stanford, kinh tế gia Ren Aramisky phát hiện ra rằng kể từ những năm 1960, người nhập cư ít bị giam giữ và chỉ chiếm 60% so với người sinh ra ở Mỹ. Ngoài ra còn có nghiên cứu cấp tiểu bang cho thấy kết quả tương tự các nhà nghiên cứu tại viện Cato, một tổ chức tư vấn tự do, đã xem xét tiểu bang Texas vào năm 2019. Họ phát hiện ra rằng những người nhập cư không có giấy tờ có ít hơn 37,1% khả năng bị kết án về tội phạm. các cuộc điều tra gần đây của New York Times và The Marshall Project cho thấy giữa năm 2007 và 2016 đã không có mối liên hệ nào giữa những người nhập cư không có giấy tờ và sự gia tăng tội phạm bạo lực, cướp đoạt tài sản trong các cộng đồng họ cư ngụ. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người nhập cư có một nỗi sợ hãi, đó là họ không muốn gặp rắc rối và có thể bị trục xuất ra khỏi cộng đồng. Họ tránh xa việc tham gia vào các hoạt động tội phạm. Người nhập cư hầu hết không muốn tình trạng di trú của họ bị rắc rối. Hơn nữa, tiểu bang California có 1,8 triệu cư dân lậu và liên tục 8 năm nay, California vẫn là một tiểu bang có nền kinh tế đứng hàng thứ năm trên thế giới. Nếu ông là một kinh tế gia, ông thừa biết rằng tư bản chủ nghĩa ở bất cứ thời đại nào cũng có sự lợi dụng công sức nhất là những người di dân lậu họ là nguồn nhân lực bí ẩn giúp bộ máy kinh tế vận hành ít tốn kém điều ông cần lên tiếng đó là phải phản đối sự bóc lột nhân lực và đạo đức giả của tư bản chủ nghĩa theo Pearl Research center dân số nhập cư trái phép ở hoa kỳ đã tăng lên 11 triệu vào năm 2022. Theo ước tính mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, dựa trên khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ năm 2022, thì năm gần đây nhất, mức tăng từ 10,5 triệu vào năm 2021 đã đảo ngược xu hướng giảm dài hạn từ năm 2007 đến năm 2019. Và đây là mức tăng dân số nhập cư trái phép kéo dài đầu tiên kể từ giai đoạn 2005 đến 2007. Tuy nhiên, số lượng người nhập cư trái phép sống ở Mỹ vào năm 2022 vẫn thấp hơn mức đỉnh 12,2 triệu vào năm 2007 dưới thời cựu tổng thống George W. Bush. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là vì lòng nhân đạo sau khi chúng ta được các quốc gia mở lòng đón nhận cho vào định cư mặc dù không cùng màu da, tiếng nói, nhưng đó là truyền thống của những nước văn minh. Họ cho chúng ta cơ hội để sống hạnh phúc. Họ giúp đỡ chúng ta bảo lãnh người thân đoàn tụ với gia đình. Và 204 năm lịch sử, họ vẫn tiếp tục đón những kẻ bất hạnh, không may mắn. Đang lý ra, chúng ta phải tiếp tục cái truyền thống đó bằng hành động đền đáp lại. Thay mặt những người tiền nhân để đón tiếp giúp đỡ những kẻ không may mắn. Nhưng với ông thì không. Ông Hiển đã lên tiếng miệt thị, chỉ trích với những từ ngữ gây gắt, nào là cướp bóc, hãm hiếp và làm chết hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ trên đất nước này. Ông có thấy tận mắt hay không? Hay là ông chỉ nghe từ tên khốn nạn giả vờ yêu nước Donald Trump? Những lời nói như vậy chỉ có những kẻ ăn cháo đá bát mới sử dụng mà thôi. Ông lo ngại, họ cướp công ăn việc làm của ông à. Quên nữa, tuổi của ông bây giờ, thì theo tôi biết chắc là ông chỉ còn biết xòe tay xin tiền trợ cấp. Một là hưu trí và đơn xin được hưởng Medicare. Medicare. Hay là ông lo ngại cho con cháu của ông ư? Chúng nó bây giờ đã ăn nên làm ra và nói tiếng Anh lưu loát như người bản địa. Chúng nó không làm lương ba cọc ba đồng đâu, mà sợ bị di dân chiếm đoạt. Bởi vì sau cùng những người di dân đó, họ là những người không may mắn. Nhưng nếu họ là những kẻ thành công, và có thể họ sẽ ăn học thành tài, trở thành những chuyên gia khoa học, thế thì họ có lợi cho quốc gia, hoặc ngay cả khi họ có tước đoạt công việc của một nhà khoa bản như ông, thì lại càng tốt vì ông không đủ tài năng bằng họ thì ông hay vì quyền lợi của quốc gia mà nhường bước như là ông joe biden đã làm ông sợ quốc gia hao tốn ngân sách để lo cho họ ư ông là một kinh tế gia mà ông không biết tất cả đều có ngân sách để trang trải mọi vấn đề trong gia đình ông cũng có ngân sách cho mọi việc từ điện nước thuế má xe cộ bảo hiểm mua sắm tiền trường cho con cháu, quỹ tiết kiệm, ngân sách du lịch và từ thiện. Tôi không biết ông có lòng nhân từ hay không. Nhưng thân nhân ông bên quê nhà, khi có vấn đề cấp bách thì tôi tin chắc rằng ông cũng phải mở hầu bao ra để gửi về chút ít. Đó là lòng hảo tâm. Nhưng nếu ông làm thinh, thì ông thật sự giống như những người mà ông đang tôn sùng, là tên dốt nát đang sỏ mũi ông. Đó là tên Donald Trump việc một thanh niên trẻ đã ám sát hụt donald trump ở pennsylvania đã bị nhân viên mật vụ bắn chết tại hiện trường thì tổng thống joe biden có gọi điện thoại chia buồn cùng cha mẹ cậu ta trong khi giáo chủ trump thì không một lời phân ưu chia sẻ ông ta hèn mặt và vô nhân đạo đến thế là cùng nếu ông hiển không thể tiếp tục tinh thần tương trợ và đền đáp công ơn như ông Jimmy Carter đã từng nhắc nhở. Thì ông nên im miệng để không ai biết ông là phường ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa. Bây giờ nói với đến vấn đề lạm phát. Thưa giáo sư, tôi không thuộc bất cứ phe nhóm nào như ông đã nêu ra trong lá thư phàn nàn về hai vấn nạn quốc gia. Tôi không là cử tri ủng hộ của đảng chính trị nào tại Mỹ và tôi không sống tại Mỹ. Phần trên tôi đã trình bày về tệ trạng di dân lậu và theo lịch sử di trú Hoa Kỳ. Di dân là một vấn đề kéo dài từ những năm 1800 và nó sẽ kéo dài mãi mãi. Chỉ trừ khi nào, một là có chiến tranh giữa Mỹ và các nước Nam Mỹ, hai là khi nào nước Mỹ nghèo hơn các quốc gia khác. Chỉ có hai nguyên nhân đó thì mới chấm dứt được nạn di dân lậu mà thôi trước khi chúng ta bàn về vấn đề phát khác mà ông gọi là vấn nạn lạm phát trường kỳ thì tôi xin hỏi ông vì lý do gì khiến bức tường biên giới mà Donald Trump cứ xây mãi không xong? Đó là dọc theo đường biên giới Mỹ-Mexico dài 1954 dặm hay là 3145 cây số. Đó là những cánh đồng, những hồ nước ngọt lớn hàng mấy cây số được sở hữu bởi tư nhân và họ không cho phép chính quyền liên bang xâm phạm quyền tư hữu của họ đó là trở ngại mà ngay cả trump hay biden cũng đành phải bó tay khi ông trump lên tiếng sẽ xây bức tường biên giới đó là chỉ để làm hài lòng những người có máu kỳ thị chủng tộc hay nói thẳng ra là ông ta chỉ nói càng nói suông để kiếm phiếu mà thôi bây giờ chúng ta nói về lạm phát ông là một giáo sư kinh tế học Dĩ nhiên ông rất am tường về lãm phát như lời ông phát biểu. Nguyên văn là lãm phát là nhiều tiền chạy theo ít hàng hóa. Đúng 100%. Người Mỹ có quá nhiều tiền nhưng mà hàng hóa thì rất ít. Đúng không? Đấy là nguyên văn câu nói của ông tôi không thêm bất một chữ nào. Và ông cho đó là một vấn nạn quốc gia. Ông ngụ ý vấn nạn đó là kết quả của sự bất tài của chính quyền Biden Harris vì họ đã chạy theo chủ nghĩa tân phát xít tạo ra một thảm họa dân Mỹ có quá nhiều tiền mà không có hàng hóa để mua sắm. Đây là lý luận của ông Đỗ Ngọc Hiển, cựu giáo sư kinh tế trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, ông dẫn chứng luật cung cầu mà theo tôi nghĩ bất cứ bà bán hàng bình thường nào cũng biết đến khi mà nó không đáp ứng đúng theo luật cung và cầu nhưng mà tại sao việc cung bị thiếu hụt lại tạo ra lạm phát hai chữ lạm phát tự nó đã cho chúng ta biết cái khái niệm về sự lạm dụng phân phát phân phát đồng tiền quá nhiều hay đúng hơn nhà nước đã in thêm tiền quá mức bảo kê tôi hy vọng ông theo kịp những điều tôi nói ở đây lấy thí dụ đồng mỹ kim hiện tại có giá trị dựa trên tổng sản lượng quốc gia hoa kỳ đang có nhưng mà khi cục dự trữ liên bang fed cho in thêm tiền mà không có trữ lượng quý giá để bảo kê cho tổng số tiền vừa in ra tức là giá trị đồng đô la phải chia ra đó là lúc đồng đô la bị giảm giá với một ly cà phê người dân phải trả một đồng rưỡi thay vì chỉ một đồng như lúc trước đó là lạm phát. Nhưng nếu trước đó chính phủ Hoa Kỳ mua về một lượng lớn quý kim để hỗ trợ cho sự in tiền thì không có tệ trạng mất giá hay lạm phát. Nhưng tại sao chính phủ lại in thêm tiền? Khi ngân hàng trung ương quan sát thấy rằng lưu lượng trao đổi tiền mặt nhỏ lại dần thì đó là dấu hiệu của một nền kinh tế bị chậm lại. Và biện pháp in thêm tiền, bán trái phiếu, hạ lãi suất để công thương mọi ngành vay mượn phát triển mặt hàng của họ. Và đó là cách để cân bằng luật cung cầu. Đôi khi chính phủ phải tự hạ giá đồng tiền để mặt hàng xuất cản trở thành rẻ hơn hầu có dịp cạnh tranh với thị trường quốc tế. Điều chỉnh lượng xuất nhập cản cùng với lãi suất ngân hàng được gọi là biện pháp chống lạm phát. Thêm nữa, người Tây Phương cho rằng lạm phát không thể điều chỉnh. Chống lại lạm phát bằng cách điều chỉnh tiền lời từ ngân hàng trung ương và theo dõi giá cả thị trường qua chỉ số giá tiêu dùng CPI là thước đo sự thay đổi vật giá trung bình trong một thời gian quy định để tiên đoán mật độ lạm phát. Chiến tranh, thiên tai, chấn động địa dư như núi lửa tái hoạt động, bão lục và đại dịch thường là những nguyên nhân chính của lạm phát trận đại dịch Covid-19 đã giết chết hàng triệu người, làm tê liệt chuỗi cung sản phẩm khắp thế giới, nạn cháy rừng làm biến mất nhiều mặt hàng. Thí dụ như ở Úc Đại Lợi, trận cháy rừng tháng 4 năm 2023 đã thiêu rụi 10 triệu hecta rừng ở Đông Nam nước này, làm cho nhiều sản phẩm nông nghiệp bị biến mất. Úc là nhà thầu cung cấp thuốc nam thảo dược lớn trên thế giới và cho đến nay hệ thống tinh lọc nước cốt lá đu đủ là một loại dược phẩm được các hàng lâm viện xác nhận có khả năng ngừa bệnh ung thư vẫn chưa phục hồi trở lại. Sau đại dịch là chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine, kế đến là cuộc chiến Israel Hamas. Những xung đột như vậy nó xảy ra ngay trước mắt người dân Ukraine, người Do Thái và Palestine và bắt buộc nó sẽ làm gián đoạn những nguồn máy sản xuất số cung sẽ bị tổn thất. Hoa Kỳ và đồng minh đã cấm vận Nga. Putin cũng phải in thêm tiền. Và Ukraine hiện đang đau đầu với nạn lạm phát 20,18%, tăng 10,82% so với năm 2021. Putin, Zelensky cũng như Joe Biden, ngay cả Tập Cận Bình, đều không phải là ba đầu sáu tay. Nhưng mà theo ông, thì chắc nhà thần đồng 78 tuổi Donald Trump của ông sẽ có tới 4 cây đầu, 8 cây chân. Là bởi vì ông đã viết rằng Trump làm kinh tế giỏi hơn Joe Biden và Kamala Harris. Nói tóm lại, vấn đề biên giới và tệ nạn di dân lậu đã có từ khi Hoa Kỳ trở thành một cường quốc về kinh tế và một nền dân chủ thực sự lạm phát là căn bệnh của nền kinh tế của nhiều quốc gia mà cách giải quyết sự lạm phát đòi hỏi sự thông minh và kinh nghiệm của ngân hàng trung ương nó không tùy thuộc vào vai trò của vị nguyên thủ quốc gia hai vấn đề nêu trên không phải là vấn nạn của quốc gia và nó có thể được giải quyết bởi sự hợp tác của lưỡng viện quốc hội tuy nhiên donald trump đã chính trị hóa hai vấn đề di dân và lạm phát để đầu đọc tư tưởng của những cử tri nhẹ dạ. Rất tiếc, trong đó có những người tự nhận là khoa bản trí thức Việt Nam như ông Hiển. Những kẻ gây bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 và những bài viết ca tụng tên phát xít Donald Trump đã cho chúng ta thấy sự mặc cảm của một dân tộc nhỏ bé, cái tư tưởng bị bỏ rơi trên chính trường và thói quen su nịnh vẫn còn trong đầu những tên trí thức nửa mùa điển hình là tên tự nhận là giáo sư kinh tế Đỗ Ngọc Hiển. Chừng nào những ý tưởng như là ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Nó thoát khỏi được những cái đầu của những kẻ thích làm tôi mộ cho ngoại bang. Thì lúc đó người Việt Nam sẽ không còn bị khinh rẻ. Và sau cùng, nếu ông không có khả năng kiểm tra sự thật, những gì tên láo xạo gần 40.000 lần phun ra, thì ông khoan vội khen Trump làm kinh tế giỏi. Về kinh tế, chuyên gia phá sản Donald Trump của ông đã tạo thêm món nợ quốc gia khổng lồ trong lịch sử là 7.800 tỷ đô la chỉ chưa đầy 4 năm. Tờ ProPublica đã phải đặt cho Trump một danh hiệu mới, đó là vua nợ. Đó là tôi chỉ mới kiểm tra sự thật sơ khởi vì tôi cảm thấy không cần phải nói thêm khi tôi biết rằng ông sẽ không kiên nhẫn đọc hết bài viết này. Trước khi dứt lời, tôi chỉ muốn nhắn gửi ông một câu mà thôi, thưa ông Hiển. Đó là bạn chỉ cần cho tôi biết bạn nhận xét con người của Trump như thế nào. Tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai và bạn là hạng người nào. Xin chào ông. Bài viết được viết từ tác giả ST từ Canada. Xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.